Mẹ, mẹ mở sang chơi, để con lấy nước mời mẹ nhá. Ừ, em lấy cho mẹ đi. Thôi, cần đâu con ạ. Hôm nay mẹ lên đây để muốn nhờ bọn con chút việc. Dạ. Có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi ạ. Bệnh của bố con ngày càng nặng thêm. Đã thế ông còn nấu răng nữa chứ. Chả ăn uống được cái gì. Con có thể cho mẹ vay 50 triệu được không? Mẹ muốn cho ông ấy nhập viện mà chồng lại lấy cái răng nữa. Cái gì ạ? Mẹ lấy răng vay tiền ạ? Ui, mà tận 50 triệu à? Làm răng bây giờ cũng đắt lắm mà con. Mẹ à, mẹ khó bọn con cũng khó mà. Với lại cái số tiền đấy đâu phải ít đâu ạ. Ôi, sao anh cáu với mẹ như thế? Bình tĩnh đi, sao phải cáu gắt với mẹ thế? Mẹ ơi, cái số tiền lần trước mẹ vay của bọn con chữa bệnh cho bố ấy, mẹ đã trả cho bọn con đâu? Mà mẹ à, con nói thật với mẹ nhé, mẹ xem ấy, thời buổi kinh tế bây giờ cũng khó khăn ấy, bọn con kiếm tiền nó không dễ dàng gì đâu ạ. Thật sự là gia đình con không có đâu ạ. Chồng con nói cũng có ý đúng, mẹ thông cảm hộ con nhá. À đúng rồi, bọn con không có tiền nhưng mà có một ít trứng gà quê ấy, mẹ cầm về đưa cho bố giúp bọn con nhá. Ờ đúng rồi, em ra lấy trứng cho mẹ đi. Mẹ à, không phải là bọn con không muốn giúp bố mẹ đâu, nhưng mà thực sự là bọn con không có tiền ạ. Mẹ thông cảm con nhá. Mẹ cầm lấy đi ạ. Thôi, con để cho cháu nó ăn. Mẹ tự ăn một mình. Kìa mẹ cầm về cũng bồi bổ cho bố chứ. Còn chuyện tiền nong, từ từ con tính mẹ nhá. Em ơi. Sao? Em vào ngay đi ạ. Mẹ phải cẩn thận nhá. Ông ơi, tôi thật là bất tài vô dụng, tôi không vay được cho ông rồi. Các con nó không có tiền, bây giờ làm thế nào hả ông? Thôi, bà về đi, tôi vẫn chịu được. Ông ơi. Mẹ ơi, mẹ có việc cần dùng đến tiền, mẹ cứ nói với con. Bố và mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, 50 triệu này mẹ cầm chữa bệnh cho bố nhé. Tuổi già mà đau răng là khổ lắm, mẹ cứ thay cho bố loại tốt nhất đấy. Nếu thiếu, con sẽ đưa thêm. Bố và mẹ mãi là châu báu trong lòng con. Bố mẹ còn thì gia đình mình vẫn còn. Con không phải là sợ chồng, mà là bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Ngày mai con sẽ về thăm bố mẹ.